gió đi về cảnh sắc không. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nét sông muôn đời của tổ tông. Gọi hồn kim cổ, lầu gió đi về cảnh sắc không. Mái chùa che chở hồn dân tộc, nét sống muôn đời của tổ tông. Để có được tiếng chuông, tiếng khánh ngân vang, ngân xa như chuông khánh chùa Hà Trại hôm nay, cả là một quá trình mong ước trải dài suốt mấy chục năm của nhà chùa cùng toàn thể nhân dân trong vùng Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội. Ngoài việc chuẩn bị cơ sở vật chất như số lượng đồng, vận chuyển dụng cụ, tiền công thợ, vị trí địa điểm sản xuất, tu thiết lễ nghi, khi đúc chuông đúc khánh bằng đồng dân gian, mang đậm tính tâm linh, cầu mong điều lành mang lại. Nhà chùa có đức, nhà thợ có tâm mới thành quả phúc. Khi mẻ đồng cuối cùng rót vào khuôn, khi mảnh khuôn cuối cùng được tháo dỡ, không thấy vện vết gì, thì thầy thợ mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Đấy, công việc là như thế đấy. Chúng tôi được chứng kiến buổi đúc chuông đúc khánh đồng của các nghệ nhân phố Lạc Quần, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nơi có truyền thống nhiều thế hệ cha truyền con nối làm nghề đúc chuông, đúc tượng và nhiều sản vật quý hiếm, tinh tế khác như tượng Đức Vua An Dương Vương, tượng Đức Thánh Trần, phục chế chống đồng Đông Sơn, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nghệ nhân Phan Điền còn rất trẻ, với cương vị chỉ huy trưởng. Ông Phan Điền sinh năm 1964, ấy vậy mà đã có tay nghề hơn 20 năm. Hiện nay ông là nhà doanh nghiệp lớn, chỉ huy 3 xưởng sản xuất đồ thờ cúng, gồm hàng trăm thợ lành nghề ở các bộ môn chạm khắc gỗ, viết chữ Hán, vẽ hoa văn, thiết kế khuôn mẫu. Trong cái đợt này chúng tôi được rất vinh dự từ làng nghề của Nam Định là được lên để đúc quả chuông và cái khánh cho sư ông chùa Hà Trại đây. Thì với cái niềm vui của làng nghề Xuân Trường, chúng tôi là rất phấn khởi. Thì trong quá trình thi công thì nói chung nó cũng rất vất vả, nhưng mà mặc dù trong thời gian vận chuyển thi công thì nó xa xôi, thì bản thân nó là nguồn đất, nhưng mà quá trình vận chuyển thì nó cũng rất là khó khăn, nhưng mà khi vận chuyển lên đến chùa thì nó an toàn là một cái điều vui mừng chung của anh em trong xưởng.
thì tổng giá trị của cả quả quả chuông thì nó rơi vào từ khoảng độ hơn 800 triệu. Đấy, còn lại riêng cái khánh thì nó nặng khoảng độ trên dưới 8 tạ và giá trị của nó cũng là rơi vào hơn 300 triệu. Chuông chùa Hà Trại cũng thuộc cỡ lớn với số lượng đồng là 1,5 tấn, cao 1,8 mét, rộng bề mặt 0,98 mét và thành chuông có độ dày 0,279 mét. Để đúc được quả chuông lớn như vậy, các vị tiền nhân đã nghĩ ra cách là phải đào hố sâu 1,4 mét, rộng 2 mét, dài 2,4 mét và xem năm lúc chuông trời thuận hướng nào, ta đào theo hướng ấy. Năm Mậu Tý 2008, phong thủy thuận hướng Nam Bắc. Khi chế tác khuôn đúc là cả một công trình nghệ thuật, từ tìm chọn và quyết định hoa văn trên chuông. Chuông chùa Hà Trại, nghệ nhân Phan Điền chọn hoa văn thời Hậu Lê, thế kỷ 15. Quá trình chế tác, luyện đất, khắc hoa văn trên gỗ phải mất 90 ngày. Tìm hiểu kỹ hơn là chất liệu khuôn bằng đất thó, một loại đất đặc biệt ở địa phương, ít giãn nở và có độ mịn cao, trộn với tỷ lệ chấu và đất sét đã được xử lý. Mọi việc đã chuẩn bị chu đáo và bố trí ngày giờ tập kết vật liệu, tiến hành chuẩn bị thi công. Các dây đai bằng lạt tre, tre cũng phải chuyên dụng, đặc biệt có độ dài từ 7 đến 8 mét, chịu nhiệt và có độ bền và sức nén cực cao. Các nghệ nhân cho biết, dây kéo nín phải đảm bảo số lượng tới 70 vòng, 4 góc 4 dây nín và dây nín được buộc trên hai thanh xà bằng gỗ 30cm x 20cm, được gọi là ván bìn. Khi đổ đồng chảy vào khuôn, có lực đẩy phải tới vài tấn. Nếu dây nín không chắc, sẽ không an toàn khi đồng chảy vào khuôn. Nồi nấu đồng được các nghệ nhân chuẩn bị chu đáo chi tiết. Phần trên gọi là ống cơi, phần dưới gọi là nồi cơi. Khi gắn kết hai phần nồi được dùng bằng chất liệu cho bếp của than xạ truyền thống Việt Nam. Có một điều đặc biệt là các nghệ nhân dùng bằng cảm giác độ nhạy cảm của nhà nghề và sự tính toán cũng như điều chỉnh toàn bằng mắt, chỉnh lên chỉnh xuống, kê kích trái phải sau trước, sao cho thăng bằng với độ tuyệt đối và làm các đòn ngang, dọc để khi đổ đồng vào khuôn có chỗ đứng thuận tiện. Chúng tôi thấy những người lao động phải chuẩn bị tinh thần thượng võ, tuân thủ kỷ luật lao động hết sức nghiêm ngặt tới mức độ tuyệt đối. Nếu không, chỉ lơ là sơ suất nhỏ cũng xảy ra tai nạn lao động. Sở dĩ như vậy bởi mỗi nồi nấu đồng đều có trọng lượng từ 200 đến 300 kg. Nồi nặng cộng với từ 50 đến 70 kg đồng nấu chảy mà chỉ có hai người khiêng đổ vào khuôn. Nếu không nghiêm ngặt trong kỷ luật lao động sẽ dẫn đến nguy hiểm tới tính mạng. Bên cạnh đó còn có sự linh thiêng trợ giúp của Phật Pháp, thần linh ứng nghiệm đã phù trì cho các nghệ nhân có sức khỏe hơn những ngày bình thường khác. Về nghi lễ tâm linh cũng được chuẩn bị chu đáo. Buổi sáng nhà chùa tụng kinh lễ Phật cầu Đức Thánh Tổ phù hộ độ trì cho buổi đúc chuông được an lành. Nhà chùa tu lễ tại nơi đúc chuông và kiểng dẫn đầu rước thượng tọa tới vị trí đúc chuông. 8 giờ 25 phút đoàn rước tới sân bãi. Các nghệ nhân được chít khăn đỏ trên đầu. Người chỉ huy là nghệ nhân Phan Điền, khăn vàng thắt lưng đỏ, mang dòng chữ Đúc Đại Hồng Trung. Lễ tụng kinh trì chú do Thượng tọa Thích Tâm Vượng, trụ sứ chùa Cổ Lễ làm chủ lễ, cùng các đại đức trụ trì các chùa trong và ngoài thành phố Hà Nội, Nam Định.
cầu nguyện cho lễ rót đồng được chu toàn viên mãn. Lễ châm lửa xuất đồng, Thượng tọa Thích Tâm Vượng, Đại đức Thích Thanh Hạnh, Đại đức Thích Tâm Hùng. Ông Phan Điền mời Thượng tọa châm lửa, ngọn lửa thiêng bốc lên. Trong lễ đúc chuông có một điểm lạ là nơi đông người đến tụng kinh niệm Phật và khói lửa bụi mù mịt mà những chú bướm hoa bay lượn tung cánh như cùng vui mừng với lòng dân và Thượng tọa cùng nhà chùa đồng tâm đang làm việc lớn. Chúng tôi được nghe những câu chuyện kể lưu truyền trong dân gian. Buổi đúc chuông hôm nay là chuyện thật mà cứ như trong mơ. Với không khí trong buổi đúc chuông, bà con cô bác, những nhà hảo tâm cũng xuất thần mở lòng từ tâm công đức hàng triệu đồng, hàng cây vàng để góp cho tiếng chuông khánh chùa Hà Trại thêm ngân vang ngân xa mãi mãi. Thứ nhất là xây chùa, tổ tượng và đúc chuông trong ba cái việc này thì thập phương phải làm. Gia chủ họ Nguyễn họ Đinh xin cùng với đại đức Sương Hành để xin một bé mai một chút ít nhỏ mọn để xin phát tâm 5 triệu. Đến 11:30 là nồi nấu cuối cùng được rót vào củ lao chuông, niềm vui mừng khôn xiết của nhà chùa. Báo cáo với này Thượng tọa và các sư ông và toàn thể bà con nhân dân trong dự lễ buổi đúc chuông hôm nay, thì buổi đúc chuông hôm nay của chúng ta là đã thành công tốt đẹp. Thay mặt cho Phật giáo xin tuyên dương công đức của tổ thợ đúc đại hồng chung ở chùa Hà Trại của chú Phan Điền ở phân trường Nam Định, đã đem các cái tài năng mỹ nghệ của mình đến để đúc quả chuông to, làm một cái quả chuông cảnh tình quần sinh để cho nhân dân được âm phù du khánh, để các vị đã góp phần của mình vào việc hoằng dương Phật pháp, làm lợi lạc cho quần sinh, phụng sự tổ quốc và bảo vệ hòa bình. Những tín đồ Phật tử chúng ta hoan hô để tuyên dương công đức của chúng ta. Quay đây anh Sáng ạ. Nói chung là báo cáo thầy công nghiệp quá tốt rồi. Đây thế. Công đoạn tháo dỡ theo nguyên tắc mắc sau dỡ trước và dòng dây ba lăng kéo toàn bộ quả chuông lên. Nếu tính cả khuôn khổ vỏ, tổng trọng lượng nặng trên 3,5 tấn, mà những người thợ lành nghề thao tác nhẹ nhàng, nhìn như không động gì đến sức khỏe. Tháo dỡ cân đai, thu dọn đồ nghề trong tâm trạng niềm vui phấn khởi. Đúng 17:10, chiếc xe mang biển số 30K4897 do Nguyễn Hồng Vinh lái cẩu chuông lên xe và chở chuông về chùa. Chiếc xe nâng 25,
hãng Nissan do Phan Văn Thao lái, nâng nhẹ nhàng quả chuông lên xe và hạ xuống sân chùa tuyệt đối an toàn. Xây chùa, tô tượng, đúc chuông, đúc khánh là những việc lớn của nhà chùa. Mỗi tấm lòng vàng của cán bộ nhân dân địa phương và quý Phật tử thập phương đều được nhà chùa quý trọng và ghi nhận công lao. Thời khắc linh thiêng, đây là mốc son lịch sử đánh dấu một thời huy hoàng của sự phát triển kinh tế xã hội trên quê hương Hà Trại, Cự Khối, quận Long Biên, Hà Nội, ngàn năm văn hiến. Cùng với sự phát triển đi lên của Phật giáo trong thế kỷ 21, thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ huy hoàng.